Duyên trời thôi, đến đây ngầu sự ha, duyên trời, duyên trời. Cũng anh em lần trước thì cả nhà biết là khi Ngọc Sơn đến Nha Trang thì hát cho biểu diễn cho hội Nha Trang thật lớn, ngồi chiếc xích lô đấy cả nhà, xích lô hàng kia mấy triệu người, 2 triệu chưa hả, mấy triệu người xem, hơn 2 triệu người đi đâu người? Giám đốc đài truyền hình Vĩnh Long ông kia là phó giám đốc gọi là Ngọc Sơn hả, mới xem hát cái này hay quá. Rồi ông anh rể mình mới làm bác sĩ trưởng khoa thẩm mỹ của và cấp cứu của bệnh viện Trung ương, thì bác sĩ Khang nói là trời ơi, anh mới coi em xích lô này hay quá, xích lô rất là nổi tiếng, nó nổi tiếng một cách tự nhiên, đó là cảnh đẹp của Nha Trang, của tình người Nha Trang. Đây cũng là ở bên Đức 5 năm ha, đối sang ở bên Nga thì là 20 năm. Cặp này rất là đẹp, cặp đôi, một cặp đôi hoàn hảo đó, tình yêu phải nói do là duyên trời, nó không bao giờ mà xa, dù mà có một thời gian đúng không, hồi tuổi thời tuổi trẻ xa nhau yêu nhau mà không bao giờ cách lòng, xa mặt thì không bao giờ cách lòng, đó là cái tình cảm nha, gắn bó người rất đẹp. Và cũng là nhà tài gọi là nhà đồng hành cùng Ngọc Sơn, những khách sạn cũng như chở đi khắp các nơi. Thật sự làm việc Ngọc Sơn rất làm việc trong một cái tư thế rất là vui, cũng như mình đi du lịch gặp lại anh em mình làm việc vì điều gì tốt cho đại gia đình, đem những hình ảnh tốt cho đại gia đình xem và giới thiệu cảnh đẹp của quê hương Việt Nam chúng ta, đặc biệt Nha Trang là một nơi là xanh sạch và xinh, xanh sạch và xinh, nơi đó cả nhà thấy nó rất đẹp, tình người cũng rất là bao la, rất là tuyệt vời. Đại gia đình coi thấy giờ đây ra đây sẽ xem chỗ này rất là đẹp đó, coi đứng chỗ này nhìn này, nó sấy không nhận thấy ở đây phố biển Nha Trang đó, để anh cái diện bấm cho đó, cả nhà vừa thấy phố biển Nha Trang thấy giờ đẹp không, ai quay sang Vinpearl đó, Vinpearl nè đó, bên kia nè đẹp lắm, tất cả những cái đẹp nhất đã được Ngọc Sơn qua ấy ở đây bạn trở lại chuyện hai chúng mình hôm nay đến đây và rất là vui, cả nhà thấy không gì vui bằng khi mà tình anh em mà gắn bó yêu thương đoàn kết với nhau. Và đây xem ngôi nhà này nữa, Ngọc Sơn sẽ quay tại đây, đây là cái phòng ngủ thì sẽ quay giúp tình lại thấy mình nằm mơ một giấc mơ thiên đường. Vào đây Ngọc Sơn ngồi ở dưới, khách sạn này là của Ngọc Sơn mà. Sơn có phần hồn trong đó. Phần hồn ạ. Tại vì đến là ở lúc nào vô tư tình cảm nguyên cả đoàn. Hôm nay là đã tài trợ đoàn cả hàng chục cái phòng. Đấy, đoàn rất là đông, còn đấy, ủa, máy này, máy quay để sẵn đó, cả nhà coi thấy đó, những người phim đầy đủ hết. Ngọc Sơn rất là hăng hái để quay phim đấy. Đó, thấy không? Rất là vui. Các nhà đừng quên là thứ năm này là phim Ngọc Sơn. Qua đây để quay quảng cáo. Thứ năm này đứng Sơn chơi vui, anh em mình có hai anh em vui chứ. Có thể mình tin nữ vô chơi, vô nó chơi. Đứng con cầm giùm. Thì cả nhà thấy là ở đó. Thì cả nhà thấy là thứ năm là hàng tuần trên VTV3. Chương trình của Cát Tin Sa của anh Minh Quang Minh, cũng là người anh Ngọc Sơn vô cùng kính trọng và ngưỡng mộ tài đức độ và sự chiều sâu của anh Minh, đã làm ta chương trình Thần Tượng Bolero cũng rất nhiều game show và đem giải không đơn thuần là một giải trí bình thường mà đem lại kiến thức làm cho các bạn, các thế giới trẻ và tất cả mọi người xem chương trình Thần Tượng Bolero thì vẫn học hỏi được rất là nhiều điều trong đó, và vấn đề nhân văn, vấn đề kiến thức về xã hội, mở mang tầm hiểu biết thêm về kỹ thuật thanh nhạc cũng như Ngọc Sơn được truyền đạt. Đó là thứ năm hàng tuần này, hàng tuần nhưng đặc biệt tuần này là ngày bao nhiêu ta? 10 ngày mùng 6 tháng 6. Liễu là lộc. Sau mùng 6 là 12, mẹ con giáp rất là tốt. Lộc nghĩa là mùng 6 tháng 6 này là tân team của Ngọc Sơn, chứ Ngọc Sơn nghe, do Ngọc Sơn đầu tư. Chính Ngọc Sơn là thương, không phải mình khoe, nó thẳng là khoe đi. Đầu tư hàng trăm triệu bỏ tiền túi đi, là nhất học trò đi tận người Vũng Tàu đó, Vũng Tàu vô tới cái chương trình vẫn có họ vẫn đầu tư cho học trò quay MV. Nhưng mà Sơn thì làm mà người là Sơn là người Maroc mà, là móc ra đó. Làm cái gì là móc ra nhưng mà móc ra vui. Là đầu tư cho học trò quay những MV rất là hay, cả nhà nhớ đón xem nha. Phải có thêm chứ, thì nhà nước nó có một khuôn khổ thôi. Còn mình không phải, mình chắc nguyên học trò để có tuần lễ quay ở làng chài, quay Lộc Vũng Tàu An. Rất là nhiều hả? Làng chài Lộc An và làng ở Lộc An. Resort Lộc rất An. Là nhiều. Rất là vui. Rồi quay đó. Tại biệt thự
Vũng Tàu. Nhưng đặc biệt Cầu Sơn ra đây cũng được bao lại thôi. Nói chung là đâu vòng vòng nữa tiền nha. Tiền cho không biết không thôi, nhưng mà phải có tiền mới cho được đúng không? Đúng rồi, đúng. Trái tim khô queo lốt để móc tiền đâu mà cho. Đúng. Nhưng mà Cầu Sơn sống tiền như cả nhà, người khác móc tiền đem mình. Đúng. Thì mình để dành được bao nhiêu thì mình cũng đi cho giống dúi. Hôm nay cũng gửi bà mẹ Việt Nam dùng 50 vé là tặng cho mỗi người 10 suất cho bà mẹ Việt Nam dùng. Hôm nay chiếu trực tiếp sổ tiết kiệm. 10 cái sổ tiết kiệm cho 10 mẹ Việt Nam anh hùng. Trực tiếp trên VTV hôm nay. Hôm nay TV từ mấy? VTV và VTC. VTC nữa rồi báo chí theo công ty sau. Nó thực sự Ngọc Sơn nghèo, không có tiền túi, không có nhiều đâu. Đấy mà có nhiều móc ra nhưng mà vui được giàu cái tình. Đi đâu được đại gia đình cũng thương, cái đó là và quan trọng là sức khỏe. Wow, ok, Ngọc Sơn tập 2 ngày giảm giai tập 1. À. Sao? Live show đặc biệt là Hà Nội, Thánh đường Hà Nội ngày 8 tháng 6. Mùng 8 tháng 6 là live show đặc biệt của Ngọc Sơn Production kết hợp với Unicorn. Thì vé cũng đã cháy rồi. Với sạch và giới thiệu đại gia đình cố gắng thêm ủng hộ thêm tinh thần cho Ngọc Sơn để kê thêm cái suất. Live show Ngọc Sơn thì Ngọc Sơn hát live show nhiều lần rồi. Nhưng mà đặc biệt lần này thì dành trọn bộ toàn bộ thời gian mình cho chương trình này ra 4 lần. Một lần đi hát chạy show thì 5-7 bài một lúc rồi đến giường đi thời gian như khác. Còn live show 8 tháng 6 này thì là Ngọc Sơn ôm show có rất có nhiều ngôi sao ca nhạc, cũng như là chị Randy nè, ca sĩ Randy hải ngoại, Hoàng Châu, Giang Hồng Ngọc, Hồng Ngọc cô chúng học sinh chim, cho học trò Duy Cường, phát quân thần tượng Bolero, nhiều lắm, rồi rất là nhiều ca nghệ sĩ. Quảng cáo nè, cả nhà nhớ xem nha, nha. Quảng cáo thì và thứ hai hàng tuần là ca sĩ bí ẩn của chương trình ca sĩ trên HTV7. Và cái nói lớn này nhắc tuần nói lớn cái gì? 21 giờ đúng 21 giờ. Còn VTV3 thì 20:30 là trên thứ năm hàng tuần, còn thứ hai hàng tuần là 21 giờ trên HTV7 và các nhiều, coi như là mình là ca sĩ đó là ca lẻ, có nhiều khi khác nó nhiều lắm, hai ca bài này bài kia rất nhiều, đó là chương trình hàng tuần. Tiếp ra bây giờ cả nhà thấy cái này đẹp không? Hai bếp này đẹp không? Ngọc Sơn là vua nấu bếp hả? Rồi, ơi, đó ngon quá trời. Chút xíu nữa là đi xuống đi biển đấy cả nhà. Đi silo đó. Có vào xem phòng không? Vào xong. Có thể vào được. Rồi, ơi, thấy chưa? Trời ơi, ông bà ơi, hai người dễ thương gặp nhau được tất cả mình. Thôi, gặp nhau mấy lần chút. Là Ngọc Sơn ra đến đây là cả nhà thấy là hai dũ yêu là đi đến dự Ngọc Sơn Production luôn. Ngọc Sơn thì nói ít làm nhiều, nói cho là quý Ngọc Sơn thì nói là mời Tiến và anh chị đến chơi và hôm nay mình đến đây quay. Ngọc Sơn nói cái gì đạt là không bao giờ nó phép, chứ là không dường như là nói một mà làm 100, nói ít thôi mà thực hiện liền cái thứ khác, không bao giờ sai dù là một ly một tí. Đúng, mình rất quý Sơn là cái điểm đấy. Không bao giờ sai, không bao giờ một ly một tí. Dù hồi nhỏ mình hứa gặp cái cậu mà đang làm sàn cái gì đó, mình nghĩ là mình thấy công nhân bên kia thích cho nó em thích Ngọc Sơn được hay anh tặng em được, em đợi xíu anh mua gói thuốc anh tặng em, đi xuống dưới để hết thuốc lá. Cái mình tính cái mình cái hôm sau, cái hồi còn bé hồi năm 90 ra Hà Nội, cái mình phải tìm đúng cái cậu đó, cái mình đi ra ngoài tặng, mình đúng mua đúng cái đó mình tặng đó, cái hồi đó mình nghĩ là mình chứ không bao giờ mình sai, dù không bao giờ sai dù là một ly một tí. Chị Tiến còn chẳng lắm. Chị Tiến mà mua cho anh ba bạn bán cho anh ba đồng. Tại như luôn luôn dạy cho học trò những điều đó, bất cứ là một cái điều gì. À, đẹp không? Quá đẹp. À, đi xuống em mình vô thang máy xem bị mất máy, mình quay khúc này, khu vực này ha. Khu vực này rất là đẹp. À, cả nhà dấu yêu đâu mình coi đấy, mình chào mấy người coi coi. Đưa em coi cho những người em đã chào mọi người cho nó vui cho nó có. Đẹp nó chọn rồi. Nhà đó, cả nhà hello. Bây giờ xuống phòng chim tập quá trời. Chờ tập quá trời rồi. Bao nhiêu lâu rồi? Bây giờ quay lên rồi. Hát một bài đi nhỉ? Hát một bài. Hả? Đi hát bài, cả nhà nghe. Bài gì ta? Cái suy nghĩ bài gì đấy? Mình có biên hoa chân không? Em thích anh hát bài Tình Cha. Đó, hay bài Tình Cha nổi tiếng nhất, ai rất nhiều người mê cái bài đấy đúng không? Bài Tình Cha nhiều người xem trên mạng nghe nhiều lần rồi, bây giờ chưa cái gì. Không có cái bài đi mày không mà phải